so với Tiến Linh thì khả năng di chuyển rộng của Hà Đức Chinh là có phần ấn tượng hơn. Và chắc chắn với sự có mặt của Hà Đức Chinh thì lối chơi của U22 Việt Nam cũng sẽ trở nên biến ảo hơn. Và lúc này tiếng còi của trọng tài ông Majed Mohamed đã cho hiệp đấu thứ hai được diễn ra. Văn Hậu đưa chuyền dài, đó là pha xử lý của Thanh Thịnh. Chắc chắn là bước vào hiệp đấu thứ hai này thì các học trò của ông Siafri vẫn sẽ trung thành với lối chơi phòng ngự phản công. Tiếp tục là những đường truyền dài vào vòng 16m50 của U22 Indonesia. Tấn Sinh, Thành Trung. Bộ ba trung vệ Tấn Sinh, Thành Trung và Văn Hậu cũng đã có mặt bên phần sân đối phương. Quang Hải, bước vào hiệp đấu thứ hai này thì Quang Hải đang một pha để mất bóng rất đáng trách của Văn Hậu. Cơ hội phản công dành cho Indonesia. Sadin, và nếu như phải nhận trận thua thì hai trận đấu tiếp theo của U22 Việt Nam sẽ rất khó khăn. Hà Đức Chinh đưa chuyền, Tiến Linh, pha xử lý rất bình tĩnh của Tiến Linh, quá đáng tiếc cho pha dứt điểm của Quang Hải. Một cú đá bằng chân trái chân thuận nhưng pha dứt điểm lại không khó với Nadio. Ngay sau khi vào sân thì Hà Đức Chinh đã tạo ra được một tình huống lên bóng rất đáng quan tâm của U22 Việt Nam. Tiến Linh vừa rồi đã có pha làm tường tốt để truyền ra rất vừa tầm cho Quang Hải. Quang Hải, Hà Đức Chinh, pha che chắn rất tốt của Hoàng Đức. Một quả phạt góc dành cho đội tuyển U22 Việt Nam. Sẽ là Hùng Dũng thực hiện quả phạt góc này. Hùng Dũng đã có được bàn thắng đầu tiên tại kỳ SEA Games 30 vào lưới của U22 Lào. Tài đã có đôi lời nhắc nhở với số 15 Sadin Ramdani. Và đá bóng của thủ môn Nadio. Hoàng Đức, đây là Thanh Thịnh. Tranh chấp của Hà Đức Chinh, Hùng Dũng, vẫn là quyền kiểm soát bóng của các cầu thủ U22 Việt Nam. Quang Hải, Hùng Dũng, là Thanh Thịnh, Văn Hậu. Văn Hậu đã bị đẩy từ phía sau. Đó là tình huống phạm lỗi của số 20 Osvaldo Hay. Tiếp tục sẽ là Đỗ Hùng Dũng thực hiện tình huống cố định cho các cầu thủ U22 Việt Nam. Pha chạy bóng hướng về khung thành của U22 Indonesia. Văn Hậu,
Tình huống hỗ trợ tấn công tốt của số 15 Sadin Ramdani. Trọng Hoàng. Văn Hậu. Quang Hải. Hà Đức Chinh. Các hậu vệ của U22 Indonesia chơi áp sát rất nhanh. Mặc dù họ đang chơi phòng ngự khu vực và không theo kèm sát người, nhưng mỗi khi đối phương cầm bóng thì các cầu thủ U22 Indonesia liên tiếp áp sát. Hùng Dũng. Phải nói rằng vào lúc này các cầu thủ U22 Indonesia đang xây dựng chiếc xe buýt 2 tầng ngay trước khung thành của thủ môn Nadio. Thanh Tịnh. Khá đáng tiếc khi vừa rồi trọng tài xác định bóng đã chạm tay của Thanh Tịnh. Hậu vệ đang chơi cho câu lạc bộ SHB Đà Nẵng. Đã có những khoảng trống ở trong vòng 16m50. Tiếp tục là Trọng Hoàng đi bóng rất lắc léo thêm một đường chuyền. Một phút đã qua thì những pha lên bóng của U22 Việt Nam đã thực sự khiến cho đối phương gặp rất nhiều khó khăn. Và đó là điều mà U22 Việt Nam cần phải duy trì trong những phút tiếp theo. Cần phải tạo ra áp lực liên tục lên khung thành của Nadio. Sau khi Hà Đức Chinh vào sân thì chúng ta sẽ cùng kỳ vọng vào khả năng chọn vị trí và chọn điểm rơi rất tốt của tiền đạo đang đầu quân cho SHB Đà Nẵng. Đức Chinh. Quang Hải. Pha xử lý của Quang Hải đã không thể vượt qua được Osvaldo Hay. Hải Đức Chinh. Sau khi vào sân thì Hà Đức Chinh đã hoạt động rất rộng và cùng với đó là một lối chơi phải nói là tích cực. Văn Hậu. Đoàn Văn Hậu. Hoàng Đức. Từ đầu trận đấu thì U22 Việt Nam hiếm khi có những pha tấn công trung lộ, mà thay vào đó là những pha triển khai hai bên cánh. Trong hơn 60 phút vừa qua của trận đấu, niềm tin đã trở lại trên các khán đài và với toàn thể người hâm mộ bóng đá Việt Nam. Nếu như trong hiệp 1 chúng ta có rất nhiều những tình huống phạt góc không mang lại hiệu quả, thì ở lần này bộ đôi của câu lạc bộ Hà Nội Hùng Dũng và Thành Trung đã mang về bàn gỡ hòa 1-1. Một thời điểm hết sức quan trọng để đội tuyển U22 Việt Nam có được bàn thắng gỡ hòa. Bây giờ thì chắc chắn rằng tất cả người hâm mộ bóng đá Việt Nam đang sống dậy sự hy vọng, niềm tin. Vừa rồi cũng là bàn thua đầu tiên của U22 Indonesia tại kỳ SEA Games lần thứ 30 này. Và một lần nữa thì với chiều cao rất tốt của hàng phòng ngự thì Văn Hậu đã chạy chỗ rất hay để lôi kéo và trao cổ cho Thành Trung. Một pha chọn điểm rơi rất tuyệt vời. Một bàn thắng phải nói là rất quan trọng của Thành Trung. Và một lần nữa chúng ta được thấy các đội tuyển Việt Nam dưới thời huấn luyện viên Park Hang-seo luôn biết cách để vượt qua khó khăn. Một đều rồi. Thêm một tình huống mà Bùi Tiến Dũng đã khiến cho chúng ta cảm thấy đứt thót tim. Cần phải hạn chế những sai lầm cá nhân không đáng có. Egi.
vào bóng rất tốt của Egi cho Zadin Ramdani. Tình huống bọc lót rất tốt của Trọng Hoàng. Trước khi bước vào trận đấu với U22 Indonesia thì hàng công của U22 Việt Nam đã chơi ấn tượng với 12 bàn thắng vào lưới của Lào và Brunei. Nhưng ngày hôm nay thì bàn thắng của Thành Trung đến từ một hậu vệ có một vai trò rất quan trọng. Tiến Linh, cơ hội tấn công dành cho U22 Việt Nam vẫn là Tiến Linh. Nhưng rất đáng tiếc là Tiến Linh đã phạm lỗi với đối phương. Đã có những tình huống nóng nảy xảy ra không đáng có. Đây là thời điểm mà chúng ta đã tìm được bàn san bằng tỷ số và cần phải chơi một cách bình tĩnh hơn. Có thể đây cũng là một cách, một trong những phương pháp của thầy trò huấn luyện viên Indra Seafri muốn gây hấn với các cầu thủ U22 Việt Nam để gây ức chế cho các học trò của huấn luyện viên Park Hang-seo. Đây không phải là lần đầu tiên mà hình ảnh này diễn ra, và nó cũng đã từng xảy ra trong trận đấu giữa U22 Indonesia và U22 Singapore. Những phút cuối trận khi các học trò của huấn luyện viên Fandi Ahmad, U22 Singapore đẩy cao đội hình tìm kiếm bàn thắng, thì các cầu thủ U22 Indonesia cũng đã có một phương pháp tương tự như biện pháp vừa qua họ làm đối với Tiến Linh. Hành động khiêu khích được khởi xướng đến từ đội trưởng Andy Setio. Chúng ta đã thấy rõ được ở pha quay chậm, Tiến Linh đã cho thấy được sự quyết tâm rất lớn của mình với tình huống đi bóng va chạm với đến hai chiếc áo trắng. Và ngay lập tức đội trưởng Andy Setio đã lao vào. Hà Đức Chinh, vẫn là Hà Đức Chinh. Hoàng Đức, pha xử lý rất dẻo của Hoàng Đức. Văn Hậu, Hoàng Đức được bóng vào, bóng không đến được cái đầu của Hà Đức Chinh. Bóng vẫn đang được luân chuyển khắp mặt sân và vẫn lăn trên phần sân của U22 Indonesia. Hùng Dũng, Văn Hậu, Hoàng Đức rất tốt và thoát người. Quang Hải, không phải, đó là Hùng Dũng, cú đá ngay của tiền vệ câu lạc bộ Hà Nội. Sẽ có thêm một tình huống phạt góc cho các cầu thủ áo đỏ U22 Việt Nam. Sẽ tiếp tục là Hùng Dũng với tình huống đá phạt góc của mình. Đây cũng là vị trí đá phạt góc đã mang về bàn thắng, gỡ hòa cho U22 Việt Nam. Bây giờ sẽ là lúc mà các cầu thủ U22 Indonesia sẽ phải dè chừng những cầu thủ cao lớn của U22 Việt Nam. Đó là tình huống bắt vô lưới sống của Hoàng Đức. Cho đến thời điểm này thì những pha xử lý của Hoàng Đức vẫn đang mang lại những cảm giác rất tốt. Haji Harris bên phía U22 Indonesia, sự đổi người thứ hai của huấn luyện viên ông Indra Seafri. Khi mà nhận thấy những pha tấn công của U22 Việt Nam đang khoét vào cánh của Dodi thì lập tức ông đã có những sự điều chỉnh. Giờ đây thì U22 Việt Nam đang chơi tấn công dựa vào những tình huống cố định và vẫn là Hùng Dũng. Chúng ta lại có quyền được hy vọng vào những pha bóng từ Hùng Dũng. Đường cho anh đến đâu? Đó là pha cắt mặt của Thành Trung. Những pha lên tham gia không chiến của Thành Trung đang để lại những ấn tượng nhất định ở trong trận đấu ra quân với U22 Brunei.
Huỳnh Tấn Sinh, Hoàng Đức, cú đá từ xa. Đó là một cú ra chân đầy bất ngờ của Hùng Dũng. Ở trong hiệp đấu thứ hai này thì vai trò của Hùng Dũng đã thực sự phát huy. Anh không chỉ là người cầm nhịp, không chỉ là người kiến tạo, mà Hùng Dũng giờ đây còn tạo ra được sự bất ngờ từ những pha dứt điểm của mình. Rõ ràng chúng ta cũng thấy được là vẻ lo lắng đến từ thủ môn Nadio của Indonesia. Sức ép rõ ràng là đang rất lớn ở khu vực 16m50 của thủ môn bên phía Indonesia. Tiếp tục sẽ là một tình huống phạt góc bên góc trái dành cho Hùng Dũng. Bóng đã được phá ra. Trọng Hoàng, Hùng Dũng. Đó là một quả tạt thấp của Hùng Dũng. Hoàng Đức, Trọng Hoàng, Hoàng Đức. Các phòng ngự số đồng rất khó khăn của các cầu thủ U22 Indonesia. Nhiệm vụ vào lúc này của các cầu thủ U22 Việt Nam là phải tìm ra được khoảng trống. Điều chuyển của Hùng Dũng, bây giờ sẽ là thời điểm những phút quyết định. Ở kỳ SEA Games 30 thì huấn luyện viên Park Hang-seo đã quyết định không bổ sung bất kỳ một trung vệ nào trên 22 tuổi. Hùng Dũng, Văn Hậu. Và từ lúc này thì hai cái tên trên 22 tuổi là Trọng Hoàng và Hùng Dũng vẫn đang khẳng định là những sự lựa chọn rất hợp lý đến từ huấn luyện viên người Hàn Quốc. Hoàng Đức, Hùng Dũng phối hợp với Quang Hải. Quang Hải, Tiến Linh vẫn chưa thể ra chân để tung ra cú sút. Hà Đức Chinh, đây là Quang Hải. Có cảm giác như Quang Hải đã phần nào bị quá tải tại SEA Games lần này. Đội trưởng của U22 Việt Nam đã chờ rất nhiều trận đấu rồi cho Trọng Hoàng. Mà phát xuống quen thuộc của Trọng Hoàng nhưng đường truyền dành cho anh là hơi sâu. Quang Hải, chúng ta cũng thấy là huấn luyện viên Park Hang-seo đã biết được rằng U22 Indonesia sẽ vây rất sát với Quang Hải. Thế nên trong hiệp đấu thì ông đều có một quân bài tẩy. Nếu hiệp 1 đó là Trọng Hoàng thì hiệp đấu thứ hai này quân bài tẩy đó chính là Hùng Dũng. Đường truyền tầm thấp, Tiến Linh coi không vào. Rất đáng tiếc cho Hà Đức Chinh. Vừa rồi tưởng chừng như tỷ số đã là 2-1. Chúng ta hãy cùng xem lại hai pha dứt điểm của bộ đôi tiền đạo Tiến Linh và Đức Chinh. Một cú đánh gót phải nói là rất cảm giác. Nếu như thành bàn thì đó chắc chắn là một bàn thắng cực kỳ đẹp mắt của Hà Đức Chinh. Bàn thắng đến rất gần rồi. Hùng Dũng, Đoàn Văn Hậu, Quang Hải. Cơ hội dành cho U22 Việt Nam. Hà Đức Chinh, rất đáng tiếc cho Hà Đức Chinh. Pha qua người đã không thành công. Phút thi đấu chính thức cuối cùng của trận đấu và sẽ có 3 phút cộng thêm. Chúng ta hãy cùng hy vọng điều kỳ diệu đến với hàng công của U22 Việt Nam trong 3 phút này. Thêm một đường truyền.
Hoàng Đức, cú đá từ xa. Quá tuyệt vời. Đó là Hoàng Đức. Những giây cuối cùng. Tỷ số là 2-1 tuyệt vời. Một cú đá phải nói là mang tính đột biến quá cao. Và như vậy là Nadio đã lần thứ hai phải vào lưới nhặt bóng. Bàn thắng quý hơn vàng của Hoàng Đức. Và chúng ta đã ngược dòng. Hoàng Đức ngày hôm nay với những gì mà cầu thủ áo số 14 của U22 Việt Nam đã thể hiện, anh xứng đáng có được bàn thắng quyết định này. Bàn thắng tuyệt vời. Chúng ta một lần nữa được xem lại siêu phẩm của Hoàng Đức. Đủ không gian và thời gian để thực hiện một cú Nada Bắc vào lưới khung thành của Nadio. Những sự kiên nhẫn, sự bình tĩnh và quyết tâm của cao trò Louis Van Hanser đã mang về bàn thắng 2-1. Một màn ngược dòng rất tuyệt vời của các cầu thủ áo đỏ. Đó là những gì mà người hâm mộ Việt Nam đang rất mong chờ. Ở thời điểm này chúng ta đã có những thời khắc bùng nổ trong hiệp 2. Nhưng điều mà chúng ta thấy là gì? Đó chính là một lối chơi rất đỉnh đạt và điềm tĩnh của các học trò huấn luyện viên Park Hang-seo. Họ không hề tỏ ra nôn nóng hay vội vàng cho đến tận những giây phút cuối cùng. Và sự kiên nhẫn, sự kiên định đó đã được tưởng thưởng bằng một bàn thắng phải nói là siêu phẩm của Hoàng Đức. Tiến Linh, cơ hội cho Tiến Linh. Cơ hội, cơ hội. Tiến Linh là một lỡ một cơ hội quá đáng tiếc. Chúng ta cũng thấy sự tiếc nuối của Tiến Linh. Bàn thắng đã đến rất gần rồi. Chỉ tiếc là một pha đặt lòng có phần hơi vội vàng của Tiến Linh. Những giây cuối cùng cần phải giữ vững tỷ số này. Thêm một cơ hội phản công. Phải nói là những giây phút rất bùng nổ của U22 Việt Nam. Và đây là một pha xử lý bình tĩnh cần thiết của Bùi Tiến Dũng. Chúng ta hãy cùng xem lại cơ hội này. Pha càng lướt rất tốt của Tiến Linh. Mọi thứ đều hoàn hảo trừ pha đặt lòng cuối cùng. Nếu như thành bàn đó chắc chắn là bàn thắng để kết thúc trận đấu này. Hạ Đức Chinh. Quả đá phạt dành cho U22 Việt Nam. Rõ ràng ở thời điểm này các học trò của huấn luyện viên Park Hang-seo đã thấm nhuần tư tưởng của vị chiến lược gia Hàn Quốc. Đó là trong bất kỳ hoàn cảnh nào họ cũng cần giữ được sự bình tĩnh, một sự điềm đạm trong lối chơi. Ở thời điểm này đúng là chúng ta đang có rất nhiều những cá nhân nổi bật. Và tiếng còi của trọng tài ông Majed Mohamed đã vang lên. Mặc dù gặp rất nhiều khó khăn nhưng cuối cùng U22 Việt Nam đã ngược dòng thành công. Hai bàn thắng của Thành Trung và đặc biệt là Hoàng Đức ở trong hiệp đấu thứ hai đã mang về chiến thắng cho U22 Việt Nam. Và đây cũng là trận thắng thứ 3 liên tiếp của thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo tại SEA Games lần thứ 30 này. Điều chúng ta chờ đợi, điều chúng ta kỳ vọng đã đến. Có thể Hàng Công đã không chơi quá bùng nổ, nhưng những tuyến khác vẫn làm rất tốt vai trò của Hàng Công. Một chiến thắng phải nói là cực kỳ quan trọng với U22.